Ngay từ sáng sớm, hơn 20 thành viên tham gia hành trình Volkswagen Tiguan On-Space Adventure đã có mặt tại đại bản doanh của Volkswagen Việt Nam ở quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Phía trước là chuyến phiêu lưu hứa hẹn nhiều cảm xúc cùng mẫu SUV 7 chỗ hoàn toàn mới Tiguan On-Space 2018 với hành trình xuống biển lên rừng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Phan Rang, Đà Lạt. Sau hiệu lệnh xuất phát, những chiếc Tiguan On-Space lần lượt tiến vào cao tốc Long Thành - Dầu Giây. Thời tiết những ngày cuối tháng 9 thêm phần ủng hộ cả đoàn với trời xanh, mây trắng, nắng vàng. Sau hơn 3 giờ đồng hồ chạy theo quốc lộ 1, đoàn đã có mặt tại điểm dừng chân đầu tiên ở Mũi Né xinh đẹp. Biển một bên, Tiguan một bên, giờ là lúc các thành viên có thể quan sát rõ hơn người bạn đồng hành của mình. Tiguan On-Space có thiết kế góc cạnh với các đường gân dọc nổi hai bên thân xe, khung xe liền khối với thiết kế kết cấu thép chịu lực đặc trưng của các dòng xe Đức, lưới tản nhiệt mạnh mẽ cùng hệ thống đèn pha và logo Volkswagen lớn. Tiếp tục hành trình khám phá cung đường biển miền duyên hải cùng Tiguan On-Space, đoàn tiến về Phan Rang. Dừng chân tại một cảng cá ở Ninh Thuận, chúng tôi cảm thấy tràn đầy năng lượng khi hít thở bầu không khí của gió biển dưới tiết trời nắng đặc trưng ở đây. Cả đoàn không quên lưu lại những khoảnh khắc đẹp nhất của mẫu SUV 7 chỗ Volkswagen Tiguan On-Space. Chuyến phiêu lưu cùng Tiguan trong ngày đầu tiên khép lại ở một nơi đúng chất, không có khói bụi thành phố. Volkswagen Việt Nam mang đến cho chúng tôi bất ngờ với khung cảnh hoang dã ở khu du lịch dã ngoại Tanioli, Ninh Thuận. Dường như không có bất kỳ mệt mỏi nào sau chặng đường hơn 300 km. Thay vào đó là vẻ hào hứng khi cả đoàn bất ngờ được chụp hình cùng những chú ngựa trong trang phục lạ mắt, rất đúng chất adventure. Nói thêm về người bạn đồng hành Volkswagen Tiguan On-Space, trong 3 phiên bản Trailite, Comfortlite và Highlight, thì bản Highlight được trang bị cao nhất. Đây cũng là bản được mang về Việt Nam. Xe nổi bật với bộ mâm đúc hợp kim nhôm 19 inch 5 chấu Victoria Phone, đuôi xe thể thao với hệ thống ống xả kép ở hai bên và dấu ấn On-Space mà chrome in nổi, cụm đèn sau LED có độ chiếu sáng tương phản cao, cụm đèn pha LED và đèn sương mù chủ động điều chỉnh khoảng chiếu sáng khi rẽ. Tiguan On-Space 2018 có chiều dài tổng 4,7m, hơn bản Tiguan hiện tại 26,8cm, mang đến chỗ ngồi rộng rãi cho hàng ghế thứ hai và thứ ba. Bên trong màn hình cảm ứng đa chức năng, kết nối Bluetooth, gương chiếu hậu chỉnh gập và sưởi điện kết hợp đèn LED báo rẽ, hệ thống âm thanh 8 loa, điều hòa khí hậu 3 vùng, có cụm điều chỉnh riêng cho hàng ghế sau, ghế lái chỉnh điện và có chức năng massage ở hàng ghế trước, chức năng đá cốt giúp người dùng rảnh tay khi mang đồ, thể tích khoang hành lý khi gập hàng ghế thứ 3 là 700 lít. Đêm ở Tanioli, các thành viên quay quần bên bếp lửa trại và hòa theo điệu múa Apsara truyền thống của các cô gái Chăm. Giữa không gian hoang dã của đất trời, mọi bận rộn và lo toan biến mất, thay vào đó là tiếng hát, lời ca và những trò chơi xích mọi người lại gần nhau hơn. Ngày thứ hai của hành trình Volkswagen Tiguan On-Space Adventures, rời Phan Rang đầy nắng, đoàn tiến về thành phố cao nguyên Đà Lạt. Thử thách thú vị phía trước chính là cung đường đèo Ngoạn Mục, một trong những đèo núi đẹp nhất Việt Nam. Đèo Ngoạn Mục nằm trên quốc lộ 27, nối liền hai tỉnh Ninh Thuận và Lâm Đồng. Với động cơ 2.0 lít tăng áp TSI, Tiguan On-Space đạt công suất tối đa 180 mã lực cùng moment xoắn 320 Nm. Công suất từ động cơ được truyền qua hộp số tự động DSG ly hợp kép 7 cấp. Hộp số ly hợp kép là công nghệ được ưa chuộng của Volkswagen, giúp việc truyền số êm ái không bị giật và giảm thời gian chờ. Hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian 4Motion đảm bảo độ bám đường tối ưu. Các công nghệ an toàn trên Tiguan On-Space cũng được phát huy ở cung đường đèo với hệ thống chống bó cứng phanh, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp, ổn định thân xe điện tử và hỗ trợ khởi hành ngang dốc. Đà Lạt đây rồi, thành phố mộng mơ đón chúng tôi với tiết trời nắng đẹp. Tiến về phía thung lũng vàng, cả đoàn đã có những bức ảnh đẹp đến nao lòng cùng Volkswagen Tiguan On-Space 2018.
Tại Việt Nam, Volkswagen Tiguan OnSpace có giá 1 tỷ 699 triệu đồng. Theo ông Võ Tuấn Anh, Tổng Giám đốc Volkswagen Việt Nam, nhiều khách hàng Việt thích xe 7 chỗ và hàng ghế thứ ba phải rộng rãi. Đó là lý do mấu chốt mà Volkswagen Việt Nam đàm phán với Tổng Hành Dinh ở Đức để đưa phiên bản OnSpace trục cơ sở dài về Việt Nam. Đây là một sự ưu ái của Volkswagen AG dành cho Việt Nam vì các nước trong khu vực như Singapore hay Malaysia chỉ giới thiệu Tiguan mới 5 chỗ có trục cơ sở tiêu chuẩn. Hành trình khám phá Tiguan OnSpace khép lại với đêm nhạc acoustic giữa thành phố mờ sương, tiếng hát lời ca dưới ánh đèn vàng hòa cùng cái lạnh se se vừa đủ đặc trưng của Đà Lạt. Tất cả đã mang đến cho chúng tôi một hành trình phiêu lưu và khám phá đúng nghĩa cùng Volkswagen Tiguan OnSpace 2018.